Thưa quý vị và các bạn, quyết định số 1863 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phân công các cơ quan đơn vị doanh nghiệp phụ trách giúp đỡ các xã khu vực 3 trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2026. Sở Giao thông Vận tải được giao giúp đỡ xã Co Mạ, huyện Thuận Châu. Để phối hợp với chính quyền địa phương phát triển kinh tế xã hội, trong những năm qua, Sở đã có nhiều hoạt động thiết thực. Phản ánh của phóng viên thời sự. Co Mạ là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn. Theo kết quả rà soát, địa phương này có tới 54% hộ nghèo, trong đó có nhiều hộ thuộc diện khó khăn về nhà ở. Ngay trong năm 2021, khi được giúp đỡ, Sở Giao thông Vận tải đã hỗ trợ nguồn kinh phí 120 triệu đồng để xây dựng hai ngôi nhà mới cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Không chỉ hỗ trợ các hộ nghèo, Sở Giao thông Vận tải cũng phối hợp với các nhà hảo tâm và huy động sự đóng góp của cán bộ viên chức, công chức, ngành, trao 30 suất học bổng cho những học sinh nghèo hiếu học, qua đó giúp các em có thêm động lực vươn lên trong học tập. Hôm nay con được các chú các cô ở Sở Giao thông được tặng quà, con rất là vui, con hứa con sẽ học thật giỏi. Để công tác giúp đỡ, hỗ trợ thiết thực hiệu quả, Sở Giao thông Vận tải cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với địa phương, rà soát, đánh giá những mặt hạn chế khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội, từ đó đưa ra những định hướng hỗ trợ kịp thời. Theo kế hoạch, hàng năm Sở Giao thông Vận tải sẽ hỗ trợ xóa từ 2 đến 3 nhà tạm, hỗ trợ các trường về trang thiết bị dạy học, cải thiện hệ thống đường giao thông tại xã. Gần một năm thì trong công tác phối hợp giúp đỡ xã Co Mạ thì Sở Giao thông đã có những cái phần quà rất là thiết thực. Đặc biệt là chúng ta đã triển khai hai nhà xóa nhà tạm cho hai hộ gia đình trên địa bàn xã Co Mạ và hỗ trợ hơn 1.000 mét thảm lót cho các cháu học sinh của trường mầm non Bình Minh Co Mạ thì và những phần quà khác nữa cho nhân dân trên địa bàn xã Co Mạ. Thì qua chưa gần một năm thì qua cái kết quả giúp đỡ xã Co Mạ thì cho rằng là đây là một cái có những bước đầu là đã đạt được những kết quả rất là tốt, đã xóa được những nhà cho Co Mạ và giúp cho xã Co Mạ sẽ phát triển trong thời gian tới. Xuất phát từ một chủ trương phù hợp với thực tiễn, việc phân công các cơ quan đơn vị, tổ chức doanh nghiệp chung tay giúp đỡ các xã khu vực 3 trên địa bàn tỉnh đã đạt được hiệu quả thiết thực, qua đó giúp các địa phương nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đẩy mạnh việc phát triển văn hóa xã hội, y tế, giáo dục, đồng thời củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị xã hội tại các địa bàn trọng điểm của tỉnh Sơn La.